Và như vậy là trọng tài Nguyễn Văn Dần đã nổi còi để trận đấu giữa FB Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An có thể bắt đầu. Trong hiệp đấu đầu tiên thì FB Đà Nẵng trong trang phục áo cam quần đen tất cam. Người cắt bóng là Võ Ngọc Toàn, Quý Ngọc Hải. Rất xa của Thái Bá Sang nhưng bóng đã đi thiếu chính xác. Một nửa thời gian của hiệp đấu đầu tiên của đối đầu giữa FB Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An đã trôi qua. Tỷ số vẫn đang là không đều, chưa có được cơ hội nào thực sự rõ rệt. Đó là một trận đấu mà Sông Lam được chơi trên sân nhà, giành chiến thắng trước Gia Lai với tỷ số 2-0. Nguy hiểm, vẫn còn. Các cầu thủ FB Đà Nẵng đã chơi lăn xả trong pha bóng vừa rồi. 2-3 cầu thủ phòng ngự của đội bóng áo cam đã chơi lăn xả để ngăn chặn tình huống dứt điểm của Ola. Đúng là những cú đá của Phan Văn Đức, một người đã chạm bóng trong tình huống dứt điểm vừa rồi là Quý Ngọc Hải. Những tình huống cố định cũng sẽ là những điểm mạnh của đội bóng xứ Nghệ, thì lúc này họ có rất nhiều những chuyên gia không chiến như Quế Ngọc Hải, như Hoàng Văn Khánh, như bộ đôi Oseni và Ola. Tất cả các thủ ngoại binh đều là những người con của quê hương xứ Nghệ. Như vậy là trận đấu đã được tạm dừng để dành cho quãng thời gian cooling break. Và anh Tuấn đang ôm mặt đau đớn. Công Nhật, Phi Hoàng, những tranh chấp tốt của Phi Hoàng, vẫn là Phi Hoàng. Phi Hoàng không được. Thêm một lần nữa FB Đà Nẵng không đủ nhân sự để có thể tham gia những tình huống tấn công. Rất tiếc. Đó là một pha xử lý ấn tượng của Phi Hoàng, nhưng gần như là không có ai hỗ trợ anh. Một mình Đình Duy lẻ loi ở phía trong và bị các cầu thủ phòng ngự kèm sát. Rất chính xác. Không được. Oseni đã ngã trong tình huống tranh chấp với Lương Duy Cương. Lương Duy Cương đã có một pha tranh chấp rất hợp lý, va chạm vừa đủ để Oseni không có được tư thế dứt điểm tốt nhất, nhưng không quá lộ, không thể tạo ra được một tình huống thổi phạt. Gần đây, Lý Xuân Tiến, cú đá căng, là rất khó chịu của tiền vệ 19 tuổi bên phía Sông Lam Nghệ An. Cú đá kỹ thuật đưa trái bóng đi đập đất rất khó chịu, nhưng may mắn cho FB Đà Nẵng là trái bóng đi chệch cột dọc. Cũng giống như các cầu thủ trẻ của FB Đà Nẵng thì đây cũng là trận đấu thứ 3 liên tiếp Đinh Xuân Tiến được thi đấu trong đội hình chính thức của Sông Lam Nghệ An. Và cầu thủ sinh năm 2003 này Phan Văn Đức, vẫn là Phan Văn Đức, rất tự tin. Phan Văn Đức không được. Người cắt bóng là Lương Duy Cương, tan xả trong từng pha bóng và cũng chính xác trong những tình huống kèm cặp các tiền đạo ở phía đối phương. Đây là một pha phối hợp hữu hình giữa Hoàng Quảng và Cone. Nguy hiểm, nguy hiểm. Rất tiếc là Phạm Văn Đức đã hơi giật mình trong tình huống đệm lòng cận thành vừa rồi. Các cầu thủ phòng ngự bên phía FB đã xử lý không tốt ở nhịp phá bóng đầu tiên. Bóng bật đến vị trí của Phạm Văn Đức. Chúng ta cùng xem lại pha ném biên ấn tượng của Hồ Văn Cường. Và trong pha bóng vừa rồi, Công Nhật, Phi Hoàng, Đình Duy, Khai, Đình Duy, Phi Hoàng, Phi Hoàng. Những cầu thủ trẻ của FB Đà Nẵng đã lên tiếng vào Phi Hoàng. Cầu thủ trẻ nhất của FB Đà Nẵng ở mùa giải năm nay đã có bàn thắng đầu tiên.
Đó là một bàn thắng thực sự đặc biệt của FC Đà Nẵng trong thời điểm họ đang gặp rất nhiều những khó khăn. Tình huống dứt điểm trúng đích đầu tiên của FC Đà Nẵng, cơ hội đầu tiên của FC Đà Nẵng, và Phi Hoàng đã làm quá tốt ở pha bóng này. Một pha bóng tưởng chừng như không có gì quá nguy hiểm, nhưng sức ép, sự nhiệt tình, khả năng tranh chấp của Đình Duy, của Phi Hoàng đã giúp cho các cầu thủ trẻ của FC Đà Nẵng giành được bóng ngay trong chân của các cầu thủ phòng ngự bên phía sông Lam Nghệ An. Và để rồi từ đó Phi Hoàng rất bình tĩnh bằng những nhịp nhứ nhả và đi bóng thật sâu vào khu vực cấm địa để dứt điểm. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Có lẽ lỗi thuộc về Thái Bá Sang, đã có những tác động khôn ngoan đến từ Đình Duy. Đường chèo bóng rất vừa tầm của Duy và pha thả bóng khôn ngoan của Phi Hoàng. Sông Lam Nghệ An là Hoàng Văn Khánh và Quý Ngọc Hải. Đình Duy, vẫn là Đình Duy. Đình Duy, Phi Hoàng, dứt điểm, 2-0. Ngôi sao Phi Hoàng đang giúp cho FC Đà Nẵng vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-0. FC Đà Nẵng trận đấu này chỉ có 2 tình huống dứt điểm, và đó đều là những cú sút đến từ chân của Phi Hoàng. Cầu thủ năm nay mới có 19 tuổi, đã có một màn trình diễn chói sáng trong màu áo của FC Đà Nẵng ở trận đấu này, ở mùa giải này. Một tình huống sai sót đáng tiếc đến từ Hoàng Văn Khánh đã được Đình Duy tận dụng. Và sau đó thì đơn giản đó là sự xuất sắc đến khó tin của cầu thủ 19 tuổi Phi Hoàng. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này một lần nữa. Lỗi đương nhiên rồi, thuộc về Hoàng Văn Khánh. Phán đoán không tốt điểm rơi của trái bóng và có một tình huống can thiệp không hợp lý. Còn sau đó là nỗ lực của Đình Duy. Và phần còn lại đó là Phi Hoàng. Chúng ta cùng xem lại nỗ lực tuyệt vời của Đình Duy. Đình Duy đã hai lần. Hồ Văn Cường leo biên rất tốc độ. Nỗ lực của Hồ Văn Cường, nguy hiểm. Như vậy là đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Sông Lam Nghệ An. Hy vọng lại được thắp lên dành cho đội bóng xứ Nghệ. Người ghi bàn vẫn là Oseni. Chân sút đang có hiệu số ghi bàn tốt nhất của Sông Lam Nghệ An. Bàn thắng thứ 3 của Oseni sau 5 trận cho Sông Lam Nghệ An. Một tình huống chấp thời cơ rất nhanh và nỗ lực chuyền bóng thuộc về Hồ Văn Cường. Một pha bóng phối hợp tốt của Sông Lam Nghệ An. Vẫn là những tình huống tấn công dọc bên phải với tốc độ, sự càn lướt và sự tự tin của Hồ Văn Cường. Trong pha bóng vừa rồi thì Hồ Văn Cường đã rất cố gắng để đưa được chèo bóng vào trong đến với vị trí của Oseni. Đá về Đà Nẵng. Đình Duy qua. Đình Duy, Phạm Đình Duy, vẫn là Phạm Đình Duy. Không vào. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này, một tình huống phá bóng của Kone, nhưng Đình Duy đã có một pha di chuyển thông minh, lôi kéo được Hoàng Văn Khánh và sau đó xoay người rất nhanh để thoát đi. Quế Ngọc Hải nỗ lực quay về để can thiệp cũng không kịp trước tốc độ và sự càn lướt của Đình Duy. Những nhịp đẩy bóng cũng rất vừa vặn. Chỉ tiếc là cú nghiêng người cứa lòng của Duy lại không thể đưa trái bóng vào khung thành trống. Tiếp tục lại là bộ đôi Đình Duy và Phi Hoàng tạo nên những cơn sóng gió. Vẫn là các thủ FC Đà Nẵng. Phi Hoàng, Đình Duy, 3-1. Và bàn thắng của Đình Duy chắc chắn là đã nhấn chìm Sông Lam Nghệ An trong trận đấu này. Bàn thắng ở phút bù giờ thứ 5. Tuyệt vời với nỗ lực của các cầu thủ trẻ bên phía FC Đà Nẵng.